giáo hội bao giờ thánh lễ có giáo dân. Từ ngày 10 tháng 3 năm 2020, đền thờ và quảng trường Thánh Ferro đã đóng cửa, nhưng một số nơi của giáo hội địa phương đã bắt đầu thánh lễ có giáo dân, lúc đầu thường với nhóm nhỏ và từ từ nới rộng hơn. Các thánh lễ này phải luôn giữ biện pháp phòng ngừa lây lan virus corona. Giáo hội Hàn Quốc, ngày 20 tháng 4 năm 2020, chính phủ đã nới rộng các biện pháp phong tỏa trong đó có các thánh đường tại Ba Lan là giáo hội đầu tiên tại Châu Âu bắt đầu thánh lễ với 50 tín hữu tại Cộng hòa Tiệp ngày 27 tháng 4 năm 2020 đã bắt đầu thánh lễ với 15 tín hữu ngày 1 tháng 5 có thể dân thánh lễ với 30 tín hữu đến ngày 8 tháng 6 các thánh đường sẽ mở cửa cho tất cả giáo dân tham dự nhiều bang tại Đức cũng dần dần mở cửa từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Đầu tiên là bang Sancia thánh lễ không quá 15 người, rồi đến thủ đô Berlin với 50 người tham dự mỗi lần và bang Bavaria thông báo sẽ bắt đầu thánh lễ có giáo dân vào ngày 4 tháng 5 sắp tới. Tại Italia, hội đồng giám mục nước này cũng đang làm việc với chính phủ để nới rộng các điều kiện cử hành các nghi lễ tôn giáo khi đất nước này bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch virus corona. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Đức Hồng Y Guatiro Bassetti, Tổng giáo mục giáo phận Perugia, kêu gọi mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự. Tại Thụy Sĩ, chính phủ liên bang cho biết các buổi cử hành tôn giáo tiếp tục bị cấm cho đến ngày 8 tháng 6 từ ngày 27 tháng 4 sẽ nới rộng các cử hành an táng nhưng chỉ trong khuôn khổ tại các gia đình. Tại Pháp, chính phủ dự kiến sẽ mở cửa nhà thờ vào khoảng giữa tháng 6 tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Dù đóng cửa nhưng các cử hành đạo đức vẫn tiếp tục. Đức ông Ribadio Dumet, giám đốc đền thánh cho biết khoảng 2.000 ý chỉ cầu nguyện mỗi ngày và nhiều tâm hồn được chữa lành cũng như nhiều tình huynh đệ được thể hiện của các bệnh nhân và người chăm sóc. Tại Bồ Đào Nha, chính phủ dự kiến sẽ mở cửa các nhà thờ vào tháng 5 sắp tới. Trong giai đoạn đại dịch, hầu hết các nơi trong giáo hội hoàng vũ cử hành thánh lễ trực tuyến. Đức thánh cha lo lắng khi các tín hữu không thể cùng nhau hiện diện dân lễ trong nhà thờ. Đó là tình trạng khó khăn khi các tín hữu chỉ được rước lễ thiêng liêng